Hello mọi người, giờ này cũng khuya rồi, 12 giờ rồi, Cúc mới đi làm mới về, mới tắm gội đầu cho cái đầu nó còn ướt, thì đợi cho nó khô mới đi ngủ được. Cúc thì không có quen sấy tóc, Cúc là thợ uống tóc thiệt, salon tóc mười mấy năm rồi nhưng mà không bao giờ Cúc lấy cái máy sấy Cúc sấy lên tóc của Cúc được, cho sấy lên là nhức đầu. Cho nên là mỗi lần gội đầu là phải đợi cho tóc nó khô, mà tóc thì rất là dài, mà đợi cho nó khô thì hơi lâu. Cho nên là giờ này là trong lúc đợi tóc khô thì làm gì, cho nên đứng đây tám vài câu vô cái điện thoại của mình để cho mình nghe. Rồi nếu mà thấy có cái gì đó hay hay thì mình up lên trên YouTube cho mọi người vô tám vui với Cúc chứ không có gì hết trơn á. Mọi người biết sao mà Cúc đi làm tới 12 giờ mới về không? Cái khuya tại vì Cúc có kinh doanh thêm cái quán lẩu cua đồng, quán ăn có cái bảng hiệu Cúc để là quán nhà tôi, chuyên về lẩu cua đồng với những món ăn khác trong menu á, thì ở số 45 Quỳnh Cương, bờ kè Hồ Sáng Thổi của Ninh Kiều, Cần Thơ đó mọi người. Ai có đến Cần Thơ thì ghé ăn lẩu cua đồng ủng hộ cho Cúc nha. Còn ở chỗ Cúc đang nói chuyện là ở cái này là nhà riêng của Cúc, thì ở dưới tầng dưới thì Cúc có kinh doanh salon tóc với bán mỹ phẩm. Thì mọi người có thấy Cúc có đăng những cái sản phẩm bán đó, dầu gió salon bath hay là mỹ phẩm cho phụ nữ, son phấn nước hoa rồi đó, thì tất cả là hàng của Mỹ. Mọi người có mua thì cứ việc gọi đi, mấy hôm nay á mấy anh chị gọi đang mà đặt hàng quá trời nhiều luôn á, thật sự Cúc rất là vui. Thì mình bỏ lên YouTube rồi mấy anh em vô coi á, coi Cúc kể chuyện đó, rồi xong rồi sẵn coi mấy cái đồ Cúc bán đó, cái điện đặt hàng quá trời, Cúc rất là vui. Từ ngoài Đà Lạt cũng đặt nữa đó, Đà Lạt, Sài Gòn hay là Bình Dương hay là Bạc Liêu, Cà Mau gì, An Giang gì đặt quá trời. Cúc cảm thấy là ôi sao mấy anh chị em mà biết tới cái bệnh hiệu mình mà tin tưởng và đặt. Có nhiều anh chị em chuyển tiền trước khi lấy hàng nữa đó cả nhà. Mọi người tin không? Là kêu Cúc cho số tài khoản đây là chuyển tiền trước rồi mới nhắn địa chỉ cho Cúc gửi đồ sau. Có một cái anh chị là chuyển tiền Cúc gọi mà còn chưa nhắn địa chỉ nữa đó. Nói Cúc ơi cho tài khoản đi, cứ nhắn cho Cúc, gửi tiền cho Cúc trước. Rồi á, ngày nào lúc nào mà tôi đi công tác hay đi công chuyện về á, tôi cho địa chỉ của Cúc hay gửi cho tôi. Trời ơi, tôi nói thiệt á, nhầm người người ta tin tưởng mình đến vậy mình rất là vui, cho nên lên đây tâm sự với mọi người là Cúc rất là vui, rất là cảm ơn mấy anh chị em đã tin tưởng Cúc. Với tin Cúc channel của Cúc đó thì Cúc là tiếu lâm lắm, Cúc kể chuyện Cúc có cái máu giống ba Cúc ngày xưa. Ngày xưa ba Cúc còn sống á là ba Cúc kể chuyện vui lắm, nên là lúc nào cũng có cái dàn con cháu đệ tử đó, nó xúm quay quanh ba, nó nghe cái chuyện rất là vui. Giờ ba mình mất rồi, ba mất 36 năm rồi, cho nên là Cúc có cái máu giống ba là thích kể chuyện, thích tiêu lâm. Anh chị em nào kể chuyện Cúc rất là quan nghênh, rất là vui, cho nên Cúc cũng kể chuyện, cũng mong được anh chị em đón nhận. Mặc dù câu chuyện nó ngắn ngắn chứ nó không biết dài, nhưng mà nó làm cho mình thư giãn. Lúc mà mình buồn mình căng thẳng á, tự nhiên cái mình tóc lên mình có cái niềm vui, mình cười là mình cảm thấy mình hết hết căng thẳng liền đó cả nhà. Ta cho nên Cúc kể chuyện thì mọi người nghe cho nó vui thôi chứ không có ý gì. Đôi khi nhiều người nói sao mà Cúc nó nói chuyện nhưng mà kể chuyện kia mà tục tĩu quá, mặn quá, không có chai, chứ có chai có lạc mà Cúc kể chuyện toàn là mặn không, mà thật sự kể mặn nó mới vui cả nhà, kể lạc sao vui được. À, vậy đó. Rồi có người thì nói là Cúc có chồng chưa mà Cúc biết kể này kia, thì xin thật sự là Cúc ngày xưa Cúc đã có chồng, nhưng Cúc ly hôn từ năm 2012 rồi. Hôm nay là nửa đêm linh là ta kể chuyện tám luôn. Thì Cúc có hai đứa con, là hai đứa gái đang sống với Cúc. Đứa con gái thì học đại học, còn cái thằng con trai học lớp 10, đứa con trai đứa con gái đó. Thì coi như là Cúc là một mình là mẹ đơn thân nuôi hai đứa con đó, cho nó học thành tài. Thì chừng nào học thành tài xong thì Cúc mới tính cho Cúc. Cho nên là cũng nói để anh chị em biết luôn, để nhiều anh chị em cũng nhắn hỏi Cúc có chồng chưa hay gì đó là Cúc không có trả lời. Cúc có nói là Cúc bận việc quá không có trả lời riêng được, thì hôm nay sẵn clip này thì Cúc nói chung cho anh chị em biết luôn là như vậy đó, là Cúc thật sự là Cúc đang một mình với lại hai đứa con cũng lớn hết rồi đó. Mọi người có mến thì có đến quán lẩu cua đồng ủng hộ tiếp cho Cúc thì Cúc mừng, hoặc là mua mỹ phẩm thì Cúc gửi cho. Mỹ phẩm của Cúc bán thật sự bên Mỹ không à, tại có Cúc có người thân bên Mỹ á, cho nên ai mua dầu gió salon bath hay là thuốc nhức mỏi bên gai hay là những cái thuốc uống hỗ trợ cho sức khỏe của mình á đó. Phụ nữ, đàn ông, đàn bà gì cũng được, collagen, những cái thứ mà nó bổ trợ tim trợ não rồi đó, của Mỹ thì mọi người biết nó rất là hay rồi, cho nên người ta đặt quá trời. Hôm gại cái kênh Cúc channel của Cúc đó nha, mọi người vô, tại Cúc có bỏ mấy cái clip bán mỹ phẩm đó từ bên Mỹ gửi về đó,
là mọi người điện thoại quá trời luôn, tại Phúc có nói số điện thoại cho nó, điện thoại đặt hàng khủng khiếp luôn nha, đặt quá trời từ ngoài Đà Lạt có nè, rồi An Giang, rồi Bình Dương, rồi Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh gì quá trời điện luôn, Phúc gửi hết trơn à. Phúc nói thiệt đó, ai mà mua dù một chai dầu gió trắng, một chai dầu gió xanh, Phúc vẫn gửi, Phúc quý anh chị em vậy đó, chứ không phải là nói là mua ít Phúc không gửi đâu, Phúc gửi hết trơn à. Mà Phúc gửi đường bưu điện cũng nhanh lắm, bưu điện ở Cần Thơ kế bên nhà Phúc nè, cũng uy tín lắm á, Phúc gửi chưa có bao giờ bị trục trặc gì cái hàng gì hết trơn á, mà anh chị em cũng rất là uy tín, có người mua đồ chưa chân chuyển tiền trước cho Phúc rồi đó, vừa nói là mua đồ là kêu Cúc đưa số tài khoản chuyển trước rồi mới gọi lấy đồ sau, họ tin tưởng mình đến như vậy cho nên là rất quý anh chị em, nên là đứng đây tâm sự buổi tối một tí, chứ chắc mày đi làm về cũng rất là mệt, đợi tóc khô là đang ngủ, đặng mà sáng còn thức sớm để đi mua những cái đồ nấu cho tiệm quán của đồng của Cúc đó, thì Cúc cũng tự tay chạy đi mua đồ, mua rau, mua mực, mua tôm, mua thịt, tất cả để mà về, rồi Cúc cũng là cái người đứng nấu ăn luôn, cũng là đứng nấu để cho khách ăn luôn đó quý vị. Vậy thấy Cúc can đảm chưa, anh hùng chưa, hôm lần có ông anh hai ruột ông nấu, nhưng mà bây giờ ông bận công việc, ông đi về trên Sài Gòn mấy hôm cho nên Cúc đứng đây Cúc nấu, thì anh cũng chỉ biết viết lại thì cũng nấu cũng ngon y như vậy à, thậm chí nó đậm đặc hơn, tại vì Cúc hơi hơi mạnh tay, Cúc là người mặn cái chuyện cũng mặn là mọi người biết là Cúc làm gì nó cũng hơi mạnh tráng hơn tay tí cho nên là mọi người ủng hộ cho Cúc nha, quán lẩu Cua Đồng với lại salon tóc KC Cần Thơ, KC là Kim Cúc đó, nhưng mà Cúc lấy tắt là KC ở Cần Thơ là salon của Cúc, bán mỹ phẩm với tóc, Cúc làm tóc mười mấy năm rồi cả nhà. Thì giờ này khuya rồi Cúc tâm sự một tí, thì Cúc cũng có cái máu trong bà mình là thích kể chuyện với thích ca, Cúc có thì thích ca cổ lắm, ca nhạc cũng được nhưng mà ca cổ cũng được, thì sẵn đáp lại với anh chị em đây thì Cúc ca chay một câu vọng cổ, cái câu này Cúc rất là thích à, thì nửa đêm về ca trong nhà tắm chứ ca ngoài sợ hàng xóm ta nghe ta chửi mình, ta nói con mẹ nó bị điên cái gì đó cho nên đóng cửa nhà tắm rồi xin hát một cái nha, còn hai đứa con của Cúc thì nó ngủ hai phòng riêng rồi cho nên chắc nó cũng không nghe bên đây là Cúc làm gì đâu cho nên đại ca một cái nha, ca câu vọng cổ để đáp lại với anh chị em, thế nào cũng có người thích ca cổ. À, ca chay có gì thì bỏ qua nha, cái này là mình ngẫu hứng mình ca, đợi cho tóc khô mà ca luôn á. Mọi người
người có biết Cúc vừa hát cái đoạn tăng cổ trong bài tăng cổ nào không? Đó là bài tăng cổ Xin Trả Tôi Về. Bye bye. Hôm nào gánh gánh tâm sự với mọi người nữa nha. Hôm nào mà dám đấy về khuya mà gọi đầu đợi tóc khô mới tâm sự được, chứ mà về sớm sớm thì cũng gọi đầu xong thì chút xíu nó khô cũng không có tâm sự. Làm chuyện khác nếu mà về sớm thì cũng coi lên để mà coi những mặt hàng buôn bán cho khách á, ai đặt cái gì để mà ghi vô rồi về đóng gói để mà sáng đi ra bưu điện giao cho nó nhanh vậy đó. Cho nên là cũng công việc bận lắm. Anh chị em là thấy Cúc không có trả lời tin nhắn thì xin thông cảm. Cứ việc nhắn là Cúc ơi mình cần mua gì cái gì đó nhắn đi rồi Cúc sẽ coi, Cúc sẽ gửi đồ cho nếu mà tiệm Cúc còn hàng. Còn nếu mà hết cái đó thì Cúc sẽ nhắn lại là anh chị vui lòng đặt trong vòng 3 đến 4 tuần thì đồ bên Mỹ sẽ gửi về. Cúc bán đồ bên Mỹ không nghe, không có bán đồ Việt Nam và cũng không có bán đồ của nước nào khác, chỉ có một nước bên Mỹ thôi. Hết là nghỉ bán. Hello, chào mọi người. Bye bye, chúc mọi người có một đêm khuya ngủ ngon và một cái mái gia đình hạnh phúc nha.